Thưa quý vị, một sản phẩm robot có khả năng chơi đàn được nhóm sinh viên và giảng viên của trường cao đẳng công nghệ Victronics tại Hải Phòng nghiên cứu, chế tạo thành công, đang góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu khoa học công nghệ độc đáo, phục vụ học tập, giải trí của con người. Robot này chơi đàn như thế nào và hoạt động ra sao? Bạn hãy chờ xem trong phần tiêu điểm số của bản tin Chuyển động số ngày hôm nay nhé. Bên cạnh đó, cũng có một số tin vắn công nghệ đáng chú ý diễn ra như sau. Phóng thành công tàu thăm dò lên sao Chổi. Hà Lan xây đường thu năng lượng mặt trời. Hacker tấn công modem Wi-Fi của FPT. Máy bay cứu thương. Phần gốc thủ thuật kỳ này sẽ mách bạn cách kích hoạt chế độ Auto Save có sẵn trong Microsoft Word. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Trong một dự án kéo dài hơn một thập kỷ, Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu ESA đã phóng thành công tàu thăm dò tự động Philae từ phi thuyền Rosetta lên bề mặt của sao Chổi 67P, vốn có tốc độ di chuyển trong vũ trụ đến 38 km một giây. Bắt đầu từ đây, tàu thăm dò tự động Philae sẽ bắt đầu thu thập những mẫu đất đá và chụp ảnh để giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc của hệ mặt trời. Sao Chổi 67P được phát hiện từ năm 1969 bởi một nhóm các nhà khoa học Nga và quá trình chuẩn bị để tiếp cận với sao Chổi này đã được thực hiện từ trước năm 2004. Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan vừa giới thiệu con đường đầu tiên trên thế giới được tích hợp những tấm phim thu năng lượng mặt trời, mang tên Solar Road, nghĩa là con đường mặt trời. Đây là một phần của dự án cung cấp điện năng cho các cột đèn giao thông và có thể cả xe điện trong tương lai ở Hà Lan hoàn toàn miễn phí. Trước mắt, con đường dài 70 mét này chỉ mới dành cho phương tiện xe đạp và do nằm ở vị trí thấp nên con đường mặt trời của Hà Lan chỉ tạo ra 70% năng lượng so với những tấm phim mặt trời được lắp đặt trên các vị trí cao như nóc nhà. Khoảng hơn một tuần qua, nhiều thuê bao dịch vụ Internet cáp quang của FPT tại khu vực Bình Dương đã thông báo về việc không thể truy cập Internet. Cùng với đó là việc tên mạng Wi-Fi cùng với cấu hình modem đã bị ai đó thay đổi. Trước mắt, FPT sẽ đặt lại cấu hình cho các modem bị ảnh hưởng qua điện thoại hoặc trực tiếp tại các chi nhánh của công ty. Các thiết bị modem này đều được FPT đặt hàng gia công và nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn chưa rõ. Một sinh viên Hà Lan vừa phát minh ra một loại máy bay không người lái có khả năng cấp cứu cho những ai đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp, có tốc độ nhanh hơn xe cứu thương thông thường. Cụ thể, máy bay này được trang bị sẵn một máy khử rung tim giúp người nhà bệnh nhân có thể ngay lập tức cấp cứu cho người bệnh mà không lãng phí thời gian quý giá để chờ xe cứu thương. Nhà phát minh của thiết bị hy vọng sẽ được hỗ trợ để thương mại hóa sản phẩm trong vòng 5 năm tới. Bạn đã gặp không ít phiền toái với phần mềm Microsoft Word khi mất điện hay bị treo máy mà dữ liệu chưa kịp lưu lại. Điều này làm mất nhiều thời gian để gõ lại. Thủ thuật sau đây sẽ hướng dẫn cách để Microsoft Word tự động lưu lại văn bản. Khi bạn đang làm việc trong Word, PowerPoint hay Excel, thì công việc lưu dữ liệu là điều vô cùng cần thiết. Có một cách đơn giản là bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl+S để lưu trữ. Tuy nhiên, để dữ liệu luôn được lưu trữ an toàn và tránh những sự cố đáng tiếc, thì tốt nhất là bạn nên kích hoạt chế độ Auto Save có sẵn trong Word. Tính năng này cho phép thực hiện những bản sao lưu tài liệu vào những khoảng thời gian đã xác định trước đó. Để kích hoạt tính năng hữu ích này, trong Word 2007, bạn click chọn nút Microsoft Office Word Options. Tiếp tục click vào nút lệnh Save ở menu bên trái. Tại hộp thoại này, bạn đánh dấu vào mục Save Auto Recover Information Every để có thể kích hoạt tính năng sao lưu tự động theo thời gian thực. Tại đây, bạn cũng có thể thiết lập thời gian tự động lưu tài liệu của mình. Thời gian tối thiểu là 1 phút một lần. Đối với Word 2003, từ menu bạn chọn Tools, Options, tiếp tục chọn thẻ Save. Mục Save Auto Recover in Forever cho phép bạn thiết lập thời gian để chương trình tự động lưu dữ liệu sau mỗi 5 phút. Thiết lập xong bạn nhấn OK để chương trình lưu lại cài đặt. Khi gặp sự cố, ví dụ mất điện hoặc chương trình bị treo và bạn đóng lại mà chưa lưu tài liệu, sau khi máy tính hoạt động lại bình thường, bạn khởi chạy chương trình. Trong lần đầu tiên, chương trình được mở lên, bạn sẽ thấy bên trái có một danh sách các mốc thời gian chương trình tự động lưu. Bạn click chọn một mốc thời gian lưu gần nhất, thường nằm ở phía góc trái để hiển thị bản lưu gần nhất.
Robot từ lâu đã trở thành một xu hướng nghiên cứu của những người đam mê khoa học công nghệ bởi khả năng tự động hóa, thực hiện các thao tác chính xác, tốc độ cao thay thế con người. Chắc chắn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi có thể nghe thấy những thanh âm trong trẻo của một bài hát quen thuộc phát ra từ chiếc đàn organ, lại không phải do một nghệ sĩ nào biểu diễn, mà được thực hiện bởi những ngón tay của một con robot tự động được lập trình sẵn. Robot từ lâu trở thành một xu hướng nghiên cứu của những người đam mê khoa học, công nghệ bởi khả năng tự động hóa thực hiện các thao tác chính xác, tốc độ cao, thay thế con người. Chắc chắn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi có thể nghe thấy những thanh âm trong trẻo của một bài hát quen thuộc phát ra từ chiếc đàn organ, lại không phải do một nghệ sĩ nào biểu diễn mà được thực hiện bởi những ngón tay của một con robot tự động được lập trình sẵn. Đó chính là sản phẩm Robot Playing Organ do nhóm sinh viên và giảng viên trường cao đẳng Viettronics tại Hải Phòng nghiên cứu, chế tạo thành công chỉ trong vòng 4 tháng bắt tay chế tạo. Xuất phát từ niềm đam mê âm nhạc cộng với việc nghiên cứu về chuyên ngành tự động hóa, giảng viên Đào Quang Khanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng tự động hóa AutoCAD đã nảy sinh ý tưởng chế tạo con robot có khả năng đánh đàn với những bản nhạc được lập trình. Nhìn bên ngoài, robot đánh đàn này khá đơn giản với các linh kiện thiết bị sẵn có, gồm một đàn organ, hai bàn tay mô phỏng bàn tay của người được làm từ nhựa PVC cứng có khả năng chịu lực và độ bền cơ học cao, hai hệ thống điều khiển vị trí thông thường dùng để gắn hai bàn tay mô phỏng, hệ thống dây trượt tinh tiến bằng bi và dây đai răng cao su giúp bàn tay của robot chuyển động một cách nhịp nhàng khi di chuyển. Để hoàn thiện con robot này, nhóm sinh viên và giảng viên phải mất hơn 3 tháng nghiên cứu thiết kế trên máy tính và tìm mua thiết bị ở chợ sắt Hải Phòng. Điểm khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian nhất chính là việc lập trình, chuyển đổi các nốt nhạc trong bài hát để robot có thể chơi được. Bộ phận được coi như não bộ xử lý thông tin và thực hiện các thao tác khi nhận lệnh chính là bộ hộp nhỏ có gắn bo mạch vi xử lý tạo nên từ các con chip điện tử. Khó khăn nhất là cái giai đoạn công đoạn cuối cùng là việc làm nào để cho đàn nó đánh được các cái bản nhạc, chơi được các bản nhạc theo đúng cái ý của mình. Thế việc soạn một cái bản nhạc thì nó rất là phức tạp. Thứ nhất là mình phải về nhạc lý thì mình phải nắm được về cách chuyển gam, cao độ phải giữ chính xác, chuyển gam đúng tông vân vân. Thì cái việc đó thì phải cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt là chúng tôi phải ngoài có cái phần nhạc lý sẵn có chúng tôi hoặc là những cái bản nhạc sẵn có chúng tôi lại phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần của các cái bài hát hay là những cái nghệ sĩ người ta chơi nhạc ấy. Nghe đi nghe lại rất nhiều lần để cảm nhận cái cảm hứng của họ trong các bài hát, sau đó lại truyền trở lại cái cục chặt, bắt đầu lên kế hoạch lập cái chương trình truyền trở lại cho đàn nó chơi lại đúng cái bản nhạc như vậy. Robot Playing Organ hoạt động nhờ nguồn điện và kết nối với máy tính điều khiển. Điểm đặc biệt là robot có thể hoạt động trong hai trạng thái khác nhau, có thể chơi một tay hoặc cả hai tay cùng một lúc. Hiện robot vẫn đang trong quá trình được cải tiến nhằm cải thiện khả năng di chuyển, đáp ứng khả năng uyển chuyển như một người nghệ sĩ thực thụ khi chơi một bản nhạc cụ thể. Việc làm rất là mới, được áp dụng các việc học tập kiến thức của mình vào làm và công nghệ sáng tạo. Từ đó thì em nâng cao được cái kiến thức của mình. Áp dụng thực tiễn sau này em mong muốn cái robot đánh đàn này được làm áp dụng nhiều thực tiễn. Khó khăn trong việc là mình tìm kiếm nguyên vật liệu ấy, như động cơ để làm sao mà phù hợp chạy với từng khớp chuyển động của ngón tay này, và bộ khiển là gồm những cái IC bộ khiển tìm cái thiết bị phải tin độ tin cậy cao, độ chính xác và nó phải phù hợp với động cơ, nên mình tìm phải những động cơ nó phải có sự ăn khớp với nhau trong từng chuyển động của từng ngón tay. Ngày thử nghiệm, những thanh âm từ bài hát Thành phố hoa phượng đỏ và Đi học phát ra một cách trong trẻo như đi vào lòng người khiến thầy trò mừng rỡ vì bước đầu thành công. Đó cũng là thành quả sau nhiều tháng mày mò nghiên cứu khoa học công nghệ để làm ra một con robot có thể đánh đàn theo đúng ý tưởng đề ra. Đôi bàn tay robot hoạt động nhịp nhàng trên những phím đàn organ đã phần nào khẳng định giá trị khoa học, công nghệ, thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo không ngừng của những giảng viên, sinh viên trẻ. Hiện nay, nếu được lập trình thì robot vẫn có thể đánh bất cứ bài hát nào và còn có thể kết hợp với các nhạc công khác, các loại đàn khác như đàn guitar, kèn. Trong thời gian tới, robot này cũng sẽ trở thành mô hình phục vụ giảng dạy cho các sinh viên trong trường cao đẳng Viettronics để nghiên cứu sâu hơn công nghệ robot hiện đại.
Thật thú vị phải không các bạn? Kim Cúc vẫn chưa thể tin là có một bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn mà không cần có người ngồi đó. Không những thế, trong tương lai, robot này còn có thể kết hợp được với các nhạc công khác để hòa tấu thì quả là điều kỳ diệu. Chúng ta cùng chờ xem nhé! Thông tin thú vị này là một món quà kết thúc bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong bản tin chuyển động số 154 được phát vào ngày 25 tháng 11 năm 2014 trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn. Thân ái chào tạm biệt.